Bayern Munich đang đứng trước nguy cơ trắng tay ở mùa giải năm nay sau trận thua bạc nhược trước RB Leipzig. Bayern Munich đã trải qua 2/3 mùa giải rất tuyệt vời cùng Julian Nagelsmann. Hồn xám đứng đầu Bundesliga, lọt vào tứ kết cúp quốc gia và Champions League. Tuy nhiên, vào ngày 24 tháng 3, ban lãnh đạo Bayern đã thông báo sa thải Nagelsmann, đồng thời bổ nhiệm Thomas Tuchel làm huấn luyện viên trưởng. Thông tin này đã gây sốc toàn bộ làng túc cầu. Theo các sếp lớn Bayern, Nagelsmann bị sa thải bởi cái tôi quá lớn. Cựu huấn luyện viên Leipzig quá trẻ và không thể quản nổi phòng thay đồ đầy sao ở sân Allianz Arena. Ngoài ra, ban lãnh đạo Bayern từ lâu đã ấn tượng với Tuchel. Họ đánh giá cựu huấn luyện viên Chelsea sẽ là món hàng nóng trong hè tới. Do đó, Nagelsmann đã đi trước một bước, ký hợp đồng với Tuchel ngay trong mùa giải để tránh phải cạnh tranh với Real Madrid hay Tottenham. Tuy nhiên, Bayern dưới trướng Tuchel lại là một tập thể rệu rã với những kết quả đáng thất vọng. Hồn xám bị loại khỏi các quốc gia và Champions League lần lượt bởi Freiburg và Man City. Tại Bundesliga, Nagelsmann bị cuốn vào cuộc đua vô địch căng thẳng với Borussia Dortmund. Và sau trận thua Leipzig 1-3 đêm qua, hồn xám đang đối diện nguy cơ trắng tay toàn tập mùa giải này. Có nhiều lý do dẫn đến sự tụt dốc của Bayern. Đầu tiên là sự sa sút phong độ của các cầu thủ. Sau vòng chung kết World Cup thảm họa cùng tiền Đức, các trụ cột như Goretzka, Müller, Sané, Gnabry hay Musiala đều suy sụp ít nhiều, không giữ được phong độ. Sau giải đấu tại Qatar, Bayern thi đấu 24 trận và 5 cầu thủ trên chỉ ghi tổng cộng 19 bàn, con số rất hạn chế với một câu lạc bộ theo đuổi lối chơi tấn công linh hoạt như Bayern. Bên cạnh đó, các cầu thủ Bayern thường mắc sai lầm cá nhân ở các trận cầu quan trọng, ví dụ như Upamecano hay Musiala. Trung vệ người Pháp đã mắc hai lỗi dẫn đến hai bàn thua ở các trận đấu với Man City tại Champions League. Trong khi đó, Musiala để bóng chạm tay vô duyên ở phút cuối, giúp Freiburg ghi bàn loại Bayern khỏi cúp quốc gia. Thứ ba, Bayern không thể duy trì phòng thay đồ yên ổn xuyên suốt mùa giải. Truyền thông Đức liên tục đưa tin về những mối bất hòa giữa các cầu thủ. Nổi bật là vụ việc Mane tấn công Sané sau khi Bayern thua Man City ở Champions League. Quan trọng hơn cả, thất bại của Bayern xuất phát từ quyết định sa thải Nagelsmann. Tuchel từng giành Champions League ở Chelsea nhưng huấn luyện viên giỏi đến đâu cũng sẽ gặp khó khăn khi nhậm chức ở giai đoạn nước rút của mùa giải. Thậm chí, thượng tầng của Bayern còn rất tham vọng khi mục tiêu ăn ba cho Tuchel. Tính từ ngày bắt đầu, cựu thuyền trưởng Chelsea chỉ có 12 ngày để chuẩn bị cho trận tứ kết cúp quốc gia gặp Freiburg, thua 1-2 và 19 ngày cho trận tứ kết lượt đi cấp C1 với Man City, thua 0-3. Quãng thời gian ngắn như vậy không đủ để Tuchel hiểu và truyền tải triết lý của mình đến các học trò mới. Hiện tại, Bayern chỉ còn đấu trường Bundesliga để thoát khỏi cảnh trắng tay. Tuy nhiên, hồn xám đang ở thế khó sau trận thua RB Leipzig 1-3. Bayern đã tự bắn vào chân mình, đánh mất quyền tự quyết. Cổ động viên khó có thể chấp nhận việc đội bóng của mình mất chức vô địch Bundesliga sau 10 mùa giải liên tiếp thống trị. Ngay cả khi bảo vệ thành công đĩa bạc, đây vẫn là một mùa giải thất bại của hồn xám và là bài học cay đắng cho giới chóp bu của sân Allianz Arena. Việc quá nóng vội đã khiến Oliver Kahn cùng các cộng sự đi đến quyết định sa thải Nagelsmann và bổ nhiệm Tuchel ở thời điểm không thích hợp. Thời gian không ủng hộ cựu huấn luyện viên Chelsea và Bayern đã phải trả giá. Từ viễn cảnh ăn ba tươi sáng cùng Nagelsmann, hồn xám xứ Bavaria đang đứng trước nguy cơ trắng tay toàn tập sau 10 mùa giải liên tiếp luôn giành ít nhất một danh hiệu. Ngôi sao tấn công của Dortmund, Karim Adeyemi đã được Bundesliga chọn là tân binh xuất sắc nhất mùa này. Mùa hè năm ngoái, Karim Adeyemi được Dortmund chiêu mộ từ Zanbuk với mức phí 30 triệu euro. Ngôi sao chạy cánh 21 tuổi nhanh chóng hòa nhập và trở thành trụ cột trong đội hình của Edin Terzic. Trong bối cảnh Mokoko và Haller phập phù, Adeyemi trở thành cầu thủ có khả năng tạo đột biến cao nhất trên hàng công của đội bóng vùng Ruhr. Tại Bundesliga, Adeyemi ghi 6 bàn và đóng góp 6 đường kiến tạo. Nếu không bị ảnh hưởng bởi chấn thương, thành tích của ngôi sao người Đức có lẽ còn tốt hơn. Nhờ phong độ ấn tượng của Adeyemi, Dortmund đã đua song mã với Bayern Munich đến những vòng cuối cùng. Trên bảng xếp hạng, đội bóng áo vàng đen đứng thứ nhất sau 33 vòng, hơn 2 điểm so với hồn xám. Giải đấu vẫn còn một vòng nhưng Adeyemi đã được ban tổ chức Bundesliga bình chọn là tân binh xuất sắc nhất mùa. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và sự tiến bộ của ngôi sao trẻ người Đức. Adeyemi sở trường chạy cánh trái, nhưng khi cần anh cũng có thể đá tiền đạo cắm hoặc chạy cánh phải. Phong độ ấn tượng của Adeyemi giúp anh lọt vào mắt xanh của một số câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Nhưng hợp đồng của Adeyemi còn thời hạn đến hè 2027 và anh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển ở Dortmund.